Hội bảo trợ du học Thiên Ân thông báo tuyển sinh du học từ lớp 6 đến đại học với học phí thấp nhất trên toàn Hoa Kỳ. Chuyên lo mọi thủ tục tài chính cho hồ sơ du học, du lịch sang Hoa Kỳ tham quan trường. Chuyển visa du lịch sang du học. Có luật sư giúp các trường hợp bị rớt phỏng vấn nhiều lần. Xác suất visa cao nhất trong 12 năm qua. Có lớp dạy kèm homework các môn từ tiểu học đến 12 do các giáo viên người Mỹ giảng dạy. Có lớp đàn piano do các giáo viên kinh nghiệm đảm trách. Thiên Ân là nơi duy nhất có các linh mục và giáo sĩ sang Việt Nam giảng dạy và giúp mọi thủ tục xin visa, kể cả chương trình xin nhận con nuôi cho các em dưới 16 tuổi. Du học Thiên Ân, người bạn đồng hành với tương lai con em của quý vị.